Phạm Hương đánh mất Minh Hằng chụp hình cưới mà không lộ diện ông xã. Phan Đồng đoán là CEO giàu có còn nhịp tay đoán tuổi ở khoảng trung niên. Trở về Việt Nam thăm quê nhà, Phạm Hương còn dự định sẽ tổ chức đám cưới với ông xã doanh nhân. Những khung ảnh cưới đầu tiên của vợ chồng nàng hậu đã được ekip hé lộ và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015 ngọt ngào ôm lấy ông xã, tựa vào vai anh và nở nụ cười rất hạnh phúc. Tuy nhiên, diện mạo của ông xã Phạm Hương hiện vẫn đang được giấu kín. Dẫu vậy, nhưng thông qua hình ảnh có thể thấy được chồng nàng hậu là một người đàn ông khá phong độ và lịch lãm. Dù vẫn giấu kín gương mặt chồng doanh nhân của Phạm Hương, nhưng nhà thiết kế Trung Thành Phong đã tiết lộ rằng diện mạo nam doanh nhân sẽ sớm được bật mí. Trung Thành Phong chia sẻ, người ấy là ai, bí mật sẽ được bật mí sớm thôi. 7 năm anh em mình mới gặp lại nhau, gặp lại là phải thật đặc biệt nè em gái Phạm Hương. Ngắm nhìn khung ảnh cưới của Phạm Hương, khán giả chợt tréo tên Minh Hằng, bởi trước đó nữ ca sĩ là cô dâu tháng 6 đầy xinh đẹp nhưng cũng giấu kín diện mạo của ông xã doanh nhân. Cả hai mỹ nhân này đều không muốn công khai gương mặt chồng vì muốn bảo vệ người bạn đời của mình. Khán giả vẫn rất tò mò về diện mạo danh tính của ông xã Phạm Hương. Một số cư dân mạng còn đặc biệt soi bàn tay của chồng nàng hậu để thử đoán độ tuổi của anh. Một số bình luận của cư dân mạng: theo tôi đoán thì chồng Phạm Hương chắc ở tuổi trung niên rồi. Phạm Hương định nối gót Minh Hằng, không khoe chồng của mình luôn à? Nhìn bàn tay của chồng Phạm Hương thì tôi nghĩ chắc tầm ngoài 50 đến 60 tuổi đó. Thấy những kim cương trên tay chị chưa mấy đứa mà phải công nhận là nhan sắc của chị quá đỉnh. Kể từ khi sang Mỹ, Hoa hậu Phạm Hương thường xuyên khoe cuộc sống của mình ở trời Tây. Vào dịp Giáng sinh năm 2019, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015 xác nhận cô đã sinh con trên đất Mỹ. Bé có tên đầy đủ là Maximus và được hơn 1 tuổi. Phạm Hương viết, Maximus của mẹ. Một năm tuy không dài nhưng cũng đủ để mẹ học cách làm mẹ, làm quen với một thiên thần nhỏ bé mong manh, được ngắm nhìn từng giây phút còn khôn lớn, được chăm sóc con là những giây phút ngọt ngào nhất trong cuộc đời của mẹ. Chào các cô chú, con tên là Maximus. Chúc cô chú và gia đình mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Trên trang cá nhân Instagram, Hoa hậu gốc Hải Phòng từng bất ngờ khoe hình ảnh chiếc nhẫn kim cương đeo ở ngón áp út vào ngày Valentine. Nàng hậu cũng nhanh chóng cho biết đây là món quà từ chồng dành tặng cho mình. Được biết, nàng hậu cùng ông xã đón lễ tình nhân tại một nhà hàng ở Mỹ. Theo đó, nửa kia của cô đã chuẩn bị và đích thân mang chiếc bánh kem 3 tầng cỡ đại được đính đầy hoa hồng tặng vợ trong dịp lễ đặc biệt. Trong khung cảnh lãng mạn, nàng hậu gây ấn tượng bởi đường nét gương mặt chuẩn chỉnh, thân sắc rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Nhìn tổng thể, người đẹp sinh năm 1991 mang đến vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sang chảnh. Tuy nhiên, trong khung ảnh này, Hoa hậu dành nhiều spotlight cho chồng giấu mặt. Dù chia sẻ hình ảnh của ông xã, song bà mẹ hai con đều khéo léo dùng biểu tượng để che mặt. Trong ảnh, chồng Phạm Hương gây chú ý bởi diện mạo bảnh bao trong bộ vest tông xanh. Khi chụp từ đằng sau, dân tình cũng nhận ra nửa kia của nàng hậu rất phong độ. Tuy che mặt, nhưng chân dài cũng khéo léo thể hiện tình cảm với chồng khi đến kèm dòng chữ Happy Valentine's Day. Đây cũng là lần hiếm hoi mỹ nhân gốc Hải Phòng cho ông xã mình lên sóng. Vậy nên cộng đồng mạng càng soi triệt để. Theo những gì cộng đồng mạng đồn đoán, ông xã của Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015 là CEO của công ty thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, xe hơi, bất động sản có trụ sở nằm ở New York. Theo đó, vị doanh nhân này được cho là sở hữu khối tài sản khủng khi Phạm Hương thường chia sẻ những khoảnh khắc check-in sang chảnh. Theo dõi trang cá nhân của người đẹp, dân tình nhận thấy cô thoải mái chia sẻ hình ảnh của hai nhóc tì, song lại nhất quyết giữ kín diện mạo xã bằng những icon. Phạm Hương lý giải rằng chồng doanh nhân của cô là một người không hoạt động trong làng giải trí. Nàng hậu lo lắng rằng nếu công khai thì ông xã sẽ bị dân tình soi mói và tạo nên nhiều áp lực vì muốn bảo vệ bạn đời của mình, nên cô quyết định không chia sẻ danh tính của người đàn ông này. Những khung ảnh cưới đầu tiên của Phạm Hương được hé lộ đã thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Mọi người đều tỏ ra khá tò mò và thử trổ tài suy đoán danh tính con xã doanh nhân của nàng hậu.